Hiện nay, bất chấp những khuyến cáo về phòng chống dịch, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, không thực hiện nghiêm, đặc biệt là việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tại khu vực xung quanh phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân vẫn vô tư vi phạm và khi bị lập biên bản xử phạt, ai cũng có lý do của riêng mình. Có, nhưng mà lúc em vừa đi ăn về quên mất, kiểu không quen một miệng nên là không quên mất không đeo. Sự hôm nay cũng là quên thật, hôm nay chỉ định đi ở gần nhà thôi, cuối cùng mà không ngờ mình lại đi xa hơn một chút. Những ngày trong và sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với mức phạt trung bình là 2 triệu đồng một trường hợp. Nhiều người dân cho rằng mức phạt này là khá cao nhưng cần thiết để nâng cao ý thức của cộng đồng trong công cuộc phòng chống dịch bệnh. Thì cái việc mà xử lý vi phạm đeo khẩu trang trong cái tình hình Covid như này là anh nghĩ là rất là cần thiết để nhắc nhở các người dân khi tham gia tại các nơi công cộng thì có ý thức hơn trong cái việc mà cùng phòng chống Covid. Những trường hợp khi mình bắt xử lý vi phạm đều nói là quên, không để ý. Sau một cái thời gian dài chủ quan với cả dịch bệnh thì đều quên, không để ý nên không đeo khẩu trang, và người ta đều nhận thức được những cái việc của mình là sai và chấp nhận xử lý vi phạm hành chính. Tới thì công an phường đã tiếp tục công tác tuyên truyền và tiếp tục công tác chốt chặn để đảm bảo cái việc mà cho người dân được đeo khẩu trang 100% trên ngoài đường. Trước nguy cơ dịch tái bùng phát, Hà Nội đã kích hoạt trở lại hệ thống phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất, hạn chế các hoạt động lễ hội, tập trung đông người, siết chặt quản lý tại các khu cách ly tập trung, tạm ngừng các quán bar, karaoke, vũ trường và tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch.